Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh của TTV liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Theo đài BBC đưa tin, Hà Nội, 4 học sinh lớp 12 bị nhiễm COVID-19 và dịch đã lây lan sang 24 tỉnh thành. 4 học sinh ở Gia Lâm học lớp 12 trường Kinh Bắc, Bắc Ninh được xác nhận bị nhiễm covid Sáng ngày 9 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo có 5 trường hợp dương tính do lây nhiễm cộng đồng. Trong đó có 4 bệnh nhân ở Gia Lâm liên quan đến điểm dịch tại xã Mão Điền, Bắc Ninh và một bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung. Cả 4 trường hợp đầu là học sinh học cùng lớp 12A1, trường trung học phổ thông Kinh Bắc, xã Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Hà Nội đang ghi nhận số ca COVID-19 nhiều nhất trong 23 tỉnh thành trong đợt dịch này đến sáng ngày 9 tháng 5, Hà Nội ghi nhận 100 ca, tập trung chủ yếu ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 61 ca, Bệnh viện K11 ca. Cũng sáng ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế thông báo có thêm 15 ca bệnh mới trên toàn quốc, nâng tổng số người bị bệnh kể từ đầu dịch lên 3.245 người, trong đó 1.826 ca bị mắc do lây nhiễm trong nước. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4, đã có 24 tỉnh thành có ca nhiễm trong cộng đồng, gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Nam, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Huế, Hải Phòng và Đắk Lắc. Trong một phản ứng chung, báo Việt Nam VN Express cách đây vài giờ đã cho đăng dịch lan 24 tỉnh thành và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 5 ghi nhận thêm 15 ca Covid-19, nâng số ca nhiễm trong cộng đồng cả nước 12 ngày qua lên con số là 256 ca, dịch lây lan ở 24 địa phương. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 100 ca, trong đó bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 61 ca, 11 ca ở bệnh viện Ka, tiếp đó là Vĩnh Phúc 33 ca, Bắc Ninh 43 ca, Đà Nẵng 18 ca, Hà Nam 16 ca. Hưng Yên 11 ca, Thái Bình 6 ca, Bắc Giang 6 ca, Hải Dương 4 ca, Lạng Sơn 3 ca, Quảng Nam và Nam Định đều 2 ca. Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa, Điện Biên, Nghệ An, Phú Thọ, Huế, Hải Phòng, Đắk Lắc mỗi nơi 1 ca. Dịch chưa có dấu hiệu dừng khi ban đầu xuất hiện ở một số tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Yên Bái thì nay bùng phát ở 24 tỉnh thành. Số ca nhiễm có dấu hiệu tăng cao. Đáng chú ý, hôm 8 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận 80 ca ở cộng đồng, cao nhất trong 12 ngày qua. Một số ổ dịch ở Đà Nẵng, Hải Dương và Hà Nội chưa xác định được nguồn lây lan, gây khó cho việc truy vết và dập dịch. Để đối phó dịch, nhiều địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định giãn cách xã hội ở thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa từ 0 giờ ngày 9 tháng 5 sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là bệnh nhân mang số 3.211. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh này nâng chốt kiểm soát y tế trên quốc lộ 1A, quốc lộ 49B từ 5 lên 8 chốt để đo thân nhiệt kiểm soát người ngoại tỉnh tới địa phương. Người muốn vào Thừa Thiên Huế phải khai báo y tế trước qua mạng. Còn ổ dịch ở Bắc Ninh có nguồn lây rõ ràng từ người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 trở về. Đến nay các ca bệnh chưa bị mất dấu, do đó tỉnh phải tranh thủ từng giờ từng phút truy vết nguồn gốc. Ông Tuyền nói và yêu cầu chiến lược chống dịch là thần tốc phát hiện, cách ly khoanh vùng và xét nghiệm. Bí thư tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, hiện tỉnh xác định gần 1.000 người F1 cách ly tập trung, hơn 200 mẫu xét nghiệm F1 chờ kết quả. Nếu phát sinh thêm ca nhiễm mới, số F1, F2 lại phình rộng ra. Riêng huyện Thuận Thành, nếu mở rộng xét nghiệm cho người dân, sẽ phải lấy 180.000 mẫu chưa kể lực lượng công nhân lao động. Tỉnh Bắc Ninh mong Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực các bộ test thử xét nghiệm, các thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch khử khuẩn, v.v. Tại Đà Nẵng, nơi đã ghi nhận 18 ca nhiễm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh yêu cầu các chợ và quận, huyện, phường, xã áp dụng thẻ đi chợ kể từ ngày 8 tháng 5. Mỗi hộ gia đình trước mắt được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày, 3 ngày một lần. Thẻ vào chợ có giá trị dùng một lần ở bất kỳ chợ nào trên địa bàn thành phố. Đây là lần thứ hai người dân thành phố phải dùng thẻ đi chợ. Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh trong nước và thế giới, nhất là các nước lân cận, phát biểu với cử tri Cần Thơ ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài vào biên giới Tây Nam. Người dân Cần Thơ và miền Tây đồng lòng chung sức cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bởi nếu lơ là chủ quan mất cảnh giác, dịch bệnh dễ lan rộng bộ trưởng nguyễn thanh long đánh giá đợt dịch lần này phức tạp có đa ổ dịch đa nguồn lây đa chủng nên tốc độ lây nhiễm tăng cao so với các đợt dịch trước các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch coi như địa phương đang ở trong dịch để khi xảy ra không bối rối bỡ ngỡ Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly theo dõi sức khỏe là hơn 42.000 ca. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 685 người, tại cơ sở khác hơn 21.000 người, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Báo Tuổi Trẻ loan tin, Hà Nội thông báo khẩn, người đi thuận thành từ ngày 28 tháng 4 cách ly tại nhà, khai báo y tế ngay. Trưa hôm nay 9 tháng 5, thành phố Hà Nội thông tin khẩn với những người đi về từ huyện Thuận Thành, Bắc Ninh từ ngày 28 tháng 4 trở lại đây, đặc biệt tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm, yêu cầu tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc và khai báo y tế ngay trên tờ khai y tế.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng để khai báo. Thừa Thiên Huế phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 thứ ba liên quan đến thẩm mỹ viện Amida, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông báo về ca nghi nhiễm COVID-19 thứ ba liên quan đến chùm bệnh tại Thẩm mỹ viện Amida số 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Bệnh nhân tên là N.I., 24 tuổi, trú Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida số 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, nơi có ghi nhận ca bệnh số 3.131 và số 3.211. Hiện ngành y đang truy vết các trường hợp tiếp xúc để cách ly, xét nghiệm theo quy định. 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng làm cùng thẩm mỹ viện Amida. Đà Nẵng là chuỗi lây nhiễm mới được công bố, 7 nhân viên của thẩm mỹ viện quốc tế Amida từng dự cuộc họp tổng công ty và đi ăn cưới. Kết quả điều tra dịch tễ được ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng công bố liên quan chuỗi lây nhiễm thẩm mỹ viện cho thấy người đầu tiên được phát hiện dương tính với Covid là nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida, tức là thẩm mỹ viện quốc tế Amida ở quận Sơn Trà. Đây là bệnh nhân số 3.131 được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 7 tháng 5. Thưa quý vị, cũng về tình trạng dịch Covid lây lan nhanh chóng trong thời điểm hiện nay tại Việt Nam, hôm 7 tháng 5 tỉnh An Giang, Việt Nam xác nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Cùng ngày, tại Vương quốc Anh, Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng tại Anh đưa ra lời khuyên cho chính phủ Vương quốc Anh về việc sử dụng vaccine khác thay cho vaccine Oxford-AstraZeneca COVID-19 cho những người dưới 40 tuổi. Báo Sức Khỏe Đời Sống của Bộ Y tế Việt Nam ngày 8 tháng 5 hỏi tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc về ca tử vong vừa xảy ra. Ông Phạm Quang Thái nêu quan điểm, bất cứ vaccine nào không nói riêng vaccine phòng ngừa COVID-19 đều có những tỷ lệ phản ứng bất lợi, Điều này cũng đúng cho các loại thuốc, dược phẩm và thậm chí là thực phẩm. Tuy nhiên, những phản ứng bất lợi này ở tỷ lệ rất thấp và nếu được theo dõi xử lý kịp thời là sẽ ổn, không nên vì quá lo ngại mà bỏ qua một vũ khí lợi hại bảo vệ chúng ta trước bệnh COVID-19. Ông Thái nói thêm về ca tử vong ở An Giang, chúng tôi hết sức buồn khi có sự cố này, đây là trường hợp vô cùng hiếm nhưng chúng ta không dừng ở đây mà phải có sự rút kinh nghiệm để không có những sự cố đáng tiếc như vậy cụ thể là phải tăng độ sẵn sàng trong công tác phòng chống phản vệ tại tất cả các cơ sở tiêm chủng thậm chí nếu cần phải chuẩn bị sẵn adrenalin để khi sự cố xảy ra chỉ việc tiêm ngay thay vì mất công chuẩn bị thuốc chống sốc công tác tập huấn và giám sát kiểm tra cũng cần tăng cường để đảm bảo việc nhân viên y tế sẵn sàng trong mọi tình huống